Mình xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình lại quay gửi đến cả nhà một video tiếp theo về chủ đề nghe ngon. Hôm nay chùa Sóc Sâu cũng đang tiến hành lấy dán ra, đóng miếng dán để chuẩn bị qua Tết này, sẽ tiến hành đóng ra qua mới. Theo thông tin ban đầu thì là vậy thôi, còn sau này có thông tin chính thức mình sẽ báo cho cả nhà sau. Lưỡi mình xăm này cho nhóm xăm xăm lấy à. Đây ở trước mặt cái nhà đây nha, đang hơi lửa nha, đang hơi bên dán, đang dán cho nóng lên rồi người ta sẽ dặn ốc cho nó bo để lấy cái hình dáng của nghe ngon cả nhà. Đây mình đi sát bên này quay cho cả nhà xem. Đây đang hơi lửa để cho dán cho nó nóng rồi ta mới dặn cái ốc để bo tròn theo cái cong á, để tạo hình dáng cho nghe ngon. Đấy, đó, bắt đầu xích từ từ cả nhà. Thấy chưa? Video này mình quay là cận kẽ nhất luôn cả nhà, quay từ khâu chuẩn bị lúc đầu luôn á. Nó cái đau hằng đúng cái đau chứ hằng đứng, hằng đứng sổ cái đau. Đấy xích. Quay ra là não. Đây là video mình quay cận kẽ nhất để đóng nghe ngon từ khâu chuẩn bị. Đây cả nhà thấy không, đang xiết cái ốc để cho nó bo tròn theo cái hình dáng của cái cong á, để tạo dáng của nghe ngon. Đây như là xăng dầu hả? Cái này dầu hả? Này để mình đi mình hỏi cái chất đã tho trên kia này là gì nha. Nãy có cái bát này xăng à, tưởng cái này là dầu cả nhà, không phải xăng, không phải gì hết trơn nha. Này dầu ông nói nhắc cái này nhớt ơi, dầu lửa mà nó dầu đỏ chạy máy chơi nó dốc trời, dầu maru mà nó dốc là nhớt á. Video này là mình quay tổng cả nước để tiến hành bắt đầu đóng một cái ngon, sẽ tiến xem nhiều sẽ có những khâu như thế nào. Đây video là mình quay tổng cả nhất luôn cả nhà. Mình đi quay một số ngon đã đóng nhiều lắm mà nhưng mà không có quay tổng cả được như thế này, chỉ là đi quay rồi vì người ta làm xong hết trơn rồi hoặc là lên màu này nọ thôi. Còn đây là video này mình quay tổng cả nhất từ khâu chuẩn bị. Nấu phi bay chứ ha.
Đây mà tới một chút xíu nữa khi mà là miếng dán bên kia nó đủ nhiệt độ rồi đó cả nhà, mình sẽ quay cái cảnh của thợ xiết miếng dán để bo tròn theo hình dáng của Nghe Ngon. Mình sẽ quay gửi đến cả nhà nha. Cái ở ăn đầu mà nguyên dáng thì mình bắt 4 ốc này nè. Nếu mà bắt 2 ốc thì mình khi mà bo lên sợ cái dáng nôi bể. Đây. Đây. Nếu mà bắt 2 cái ốc thôi mình bo lên sợ nó bị nứt cục này nè. Cho nên mình đợi 4 ốc. Khi mà mình xiết ốc nè. Cái dáng này khi mà đủ nhiệt độ thì mình xiết từ từ. Dáng này sẽ bo theo cái cong này sẽ tạo hình dáng của Nghe Ngon. Đây cái nhà cái thèm mà các anh bắt đầu xiết ốc rồi đó, thấy chưa, miếng dán nó bo theo cái cong rồi đó. Đây mình đây gần cận cảnh các nhà đây. Rồi đó, tăng đây thì ở chỗ thì bỏ vô thương của nó tiếp. Kia đó không quên tiền nào, quên tiền nào, mình đang tung mà mình te tay tuốt tay nãy là tiền thơ te phi nữa đó, bỏ vô mò nói. Đã bo tròn theo cái cong này nè cả nhà, thấy chưa? Đấy. Mày chạy nhà nó. Dạ, tăng đây là chụp cho hồi tao cũng với thay ủa, lưu con đi với. Nói chung cái theo như anh mới nói thì cái cách để mình dặn ốc như thế nào, có nghĩa là dặn thế nào là dặn mình cảm thấy cứng cái tay thì mình nghỉ, mình đi xiết ốc cái một công khác. Còn nếu mà nó xiết đợt cứng rồi mình cố gắng thì nó không được, nó sẽ nứt dán thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.